Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Love Sport ngày 5 tháng 3. Chờ Văn Quyết đổi vận với huấn luyện viên mới. Thầy Chu Jie với hình ảnh của nhà quản lý chuyên nghiệp. Công phượng lận đận trên đất Nhật Bản là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Chờ Văn Quyết đổi vận với huấn luyện viên mới. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết có 11 năm thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nhưng chỉ ghi có 4 bàn thắng ở 5 kỳ AFF Cup. Và câu hỏi lớn đang được đặt ra vào lúc này là Văn Quyết liệu có phát huy được hết giá trị của mình dưới thời huấn luyện viên Philippe Chu Jie hay không? Văn Quyết đã trải qua nhiều đời huấn luyện viên ở đội tuyển Việt Nam như Phan Cú Quyết, Phan Thanh Hùng, Toshihiro Miura, Nguyễn Hữu Thắng và Park Hang-seo. Trong 11 năm, Văn Quyết lần lượt là cái bóng của Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức, làm kép phụ cho Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng, Phan Văn Đức. Sau khi nhận giải quả bóng vàng Việt Nam 2022, Văn Quyết đã nói thế này về tương lai dưới thầy thế mới. Đầu tiên phải hỏi rằng huấn luyện viên Chu Jie có tạo điều kiện cho tôi cơ hội hay không đã. Chỉ khi được trao cơ hội mới có thể thể hiện. Tôi rất mong huấn luyện viên Chu Jie tin tưởng và trao cho tôi cơ hội. Riêng bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực hết khả năng để mong chờ cơ hội ấy đến với mình. Và Văn Quyết đã có tên trong đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau khi huấn luyện viên Chu Jie nhậm chức. Không ít ý kiến nhận xét rằng Văn Quyết hay nhưng không hợp với lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Giờ đây khi người thầy mới mang đến triết lý bóng đá mới, người hâm mộ sẽ sớm có câu trả lời rằng liệu Văn Quyết chỉ tỏa sáng được ở sân chơi V-League hay chỉ là chưa gặp thầy mà thôi. Thầy Chu Jie với hình ảnh của nhà quản lý chuyên nghiệp. Ngay sau khi huấn luyện viên Chu Jie bắt tay vào công việc huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, người ta đã nhìn thấy ở đâu đó ở nhà cầm quân người Pháp có tác phong tương tự huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson, một nhà lãnh đạo thay vì quản lý đơn thuần. Không giống như người tiền nhiệm Park Hang-seo vốn thích gần gũi cầu thủ, phù thủy trắng có thói quen đùi lại phía sau nhưng phần việc chuyên môn cho các trợ lý. Nếu quan sát kỹ buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam, chúng ta có thể thấy ông Chu Jie dành phần lớn thời gian quan sát, ghi chép. Việc đó giúp ông quan sát toàn cảnh sân tập, từ những nhóm cầu thủ chiếm phần lớn không gian đến cầu thủ môn tập cùng nhau tại góc sân. Không điều gì có thể vượt qua tầm mắt ông Chu Jie. Khi chứng kiến các cầu thủ tập không theo ý mình, thay vì nhảy vào can thiệp, ông cứ để thời gian trôi qua đến khi cứ tập kết thúc khoảng 5 đến 7 phút. Sau đó, phù thủy trắng mới bước vào và truyền đạt ý kiến. Ông Chu Jie khó tính, vẫn yêu cầu cao, vẫn nói to trên sân bóng nhưng không còn gay gắt như khi mới bắt đầu sự nghiệp cầm quân. Thay vào đó, phù thủy trắng sẽ để cầu thủ cũng như các trợ lý có nhiều thời gian tự do. Việc đó giúp họ tiếp thu những ý kiến của ông một cách chuẩn xác với phong thái hiền hòa hơn. Công Phượng lận đận trên đất Nhật Bản. Trái với kỳ vọng nên nhiều người hâm mộ, Công Phượng đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở hai vòng đấu đầu tiên của J-League One. Bóng đá Nhật Bản ở một trình độ cao hơn Việt Nam. Ở đội bóng vừa trở lại giải hàng đầu quốc nội, sự cạnh tranh của Công Phượng không phải nhỏ mà ngược lại rất khốc liệt. Do đó, Công Phượng phải làm quen với những trận đấu ở đội dự bị để duy trì cảm giác thi đấu và khối lượng vận động. Công Phượng chưa chứng minh được gì ở J-League One, giống như trận đấu tiếp Song Grasin đã làm tại đây 5 năm qua. Anh đầu quân cho đội bóng vừa thăng hạng cùng sự đầu tư lực lượng rầm rộ. Mùa giải 2022, Yokohama FC chỉ cần 23 cầu thủ ở J-League 2 để trở thành đội Á quân và lên hạng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Yomoda đang có đến 39 cầu thủ trong mùa giải trở lại J-League 1. Theo danh sách của câu lạc bộ Yokohama, đội bóng có đến 9 tiền đạo, trong số này là 3 ngoại binh bao gồm Công Phượng. Trừ tiền đạo Soyuto sinh năm 1988, Công Phượng là người nhiều tuổi nhất ở hàng công. Tuổi tác chưa nói lên hết bất lợi của Công Phượng. Với 9 tiền đạo, huấn luyện viên Yomoda lại chỉ dùng sơ đồ 4-5-1. Ông thành người Nhật Bản trung thành với một mũi nhọn trên hàng tấn công trong hai đội hình xuất phát gần đây nhất. Cơ hội cho cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vì thế gần như không có. Hơn nữa anh cũng đã được thử nghiệm ở hàng tiền vệ trước mùa giải. Sau U23 Việt Nam 3 lần thất nghiệp ở tuổi 21, Bùi Ngọc Long là một trong 41 cầu thủ mà huấn luyện viên Philippe Chu Jie triệu tập lên U23 Việt Nam ở đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 32. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2001 sau nhiều năm kiên trì theo đuổi giấc mơ sân cỏ bất chấp nhiều biến cố. Ngọc Long được đào tạo bởi câu lạc bộ Viettel nhưng không được đội bóng này giữ lại. Anh chia tay Viettel vào năm 2018 và làm nhân viên phục vụ tại căng tin của VFF. Sau đó Ngọc Long đến Thạch Quảng Ninh thử việc và thể hiện tốt. Covid-19 ập đến, đội bóng đất mỏ gặp khó khăn tài chính rồi dừng hoạt động. Ngọc Long thất nghiệp lần thứ hai. Cầu thủ sinh năm 2001 được Sài Gòn FC tiếp nhận cử đi ăn tập ở Nhật Bản. Nhưng rồi Sài Gòn FC phải xuống hạng mùa trước. Ngọc Long lần thứ ba rơi vào tình cảnh không có đội bóng chủ quản. Anh gia nhập Hòa Bình FC mùa này chưa thi đấu trận nào nhưng đã được huấn luyện viên Chu Jie triệu tập lên U23 Việt Nam. Thực tế huấn luyện viên Chu Jie từng có nhiều thời gian làm việc cùng Bùi Ngọc Long. Ông thầy người Pháp muốn trao cho cậu học trò thêm một cơ hội để thể hiện mình. Khi U23 Việt Nam chưa có một bộ khung chính thức, tất cả đều có thể giành suất đá chính. Đây là động lực lớn lao để Ngọc Long có thể tìm ra con đường đi cho riêng mình. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 5 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.